Sáng nay nó lỡ luôn. Bữa nay mình có đậu bắp mình làm siêu cay nha mấy chị. Chọn siêu cay. Chọn siêu cay luôn nè, hồi chọn nha. Đây là có nước mắm mực ngọt luôn. Nguyên một dĩa. Cho mắm vô ớt. Cho nước mắm vô ớt nè. Vô này nha. Đường nè. Cho lên trên siêu cay. Chào mấy chị nha. Chào mấy chị nha. Bắp sống làm siêu cay mới đây xong rồi nha. Có thêm một cái hộp bún. Hộp bún sống siêu cay. Đổ luôn mấy chị ơi. Wow. Quá ngon. Cho thêm mắm. Mắm nè. Quá hồ đậu luôn. Cứ điệu điệu nha mọi người. Wow, ngon quá. Mời mấy chị ăn đậu bắp siêu cay. Xong. Chọn siêu cay. Ăn đi. Chọn siêu cay ăn đi. Mời chị ăn nha. Cay cũng bệnh nữa. Cay siêu cay không cay. Cơm bắp nha mấy chị. Siêu cay. Chỗ mình rất mạnh biết quá quá dài cài mọi người. Siêu cài, siêu cài. Quá cài. Cay quá mọi người ơi. Mà chị ăn nha, cay lắm. Không nổi. Đậu bắp trộn siêu cay mà nó cay tay nó khẩu nè. Được. Tốc độ mấy? Độ 10 mấy. Tốc độ 20 luôn. Siêu cay. Bài ăn bắp. Bún cũng siêu cay. Cay quá. Đậu sống mình trộn siêu cay. Cay lên. Cay mới ngon. Ngon rồi. Sao ngon hả? Lên ngon. Mở
chào mọi người nha, anh nội. Ngon quá. Nước lỡ luôn, nước mầm. Quá cay mấy chị ơi. Điểm mất luôn. Tức mồ hôi. Rồi, tiếp này thì tạm dừng nha, bye bye. Bye bye.